Ủa chùa Tum Lúp là năm rồi nghe màu gì ta? Màu xanh rồi, để dài. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Bữa nay mấy anh em buổi chiều đi coi dợt bơi đua, là cũng như mấy bữa nay người ta dợt đó cả nhà. Chuẩn bị tới bữa mấy mới bơi anh Liệu? 15 tay á hả? Là còn mấy bữa nữa? Là còn mấy bữa nữa? Ở 14, 15 tay. Hiện tại mình đang đứng ở đầu dứ cái nhà. Khán đài thì nãy mình chạy qua rồi. Ở mấy chơi. Hồi nữa người ta mới dợt. Đang ở sông sông gì à, Mỹ Lan? Sông này là kêu bằng sông gì? À, của Sóc Trăng. Lễ hội ốc ôm bóc phải không? Ốc ôm bóc hay là ốc ăn bóc? Ốc ăn bóc. Ốc ăn bóc hả? Sao tôi nói hơi sai trời. Khó kêu ha. Nay đi thì có bồ tỏi nè, anh Bình, anh Hai, anh Ba, anh Liệu, Mỹ Lan, Thú Gấu. Coi kênh của Trăng Tròn đó. Coi mỗi ngày, một ngày bữa nào giờ nào rảnh thì coi giờ đó, coi vấn đề sắp mắt. Anh quái đó, quái coi vấn đề sắp mắt. Gặp chú fan của kênh này cả nhà. Nè đi ngay. Xin ngay. Đi đủ hết trơn kìa, mấy anh em đang đứng đặng. Bồ tỏi hả? Bồ tỏi, anh Bình, anh Hai, anh Ba. Cô Gấu, Mỹ Lan. Đây ba quên. Đây coi trên màn hình mà anh em mới thấy. Mới thấy ở ngoài thành luôn. Phải coi mỗi ngày luôn. Sẵn trên video nè, con cảm ơn chú đó xem video ủng hộ cho gia đình con. Cảm ơn chú nhiều lắm. Chú còn mấy ngày. Đi trước đi Thánh Liệu ơi. Đó đi. Tôi đi đây chút. Gõ một vòng coi lại đẳng người ta cuộc cần câu xong chưa cả nhà. Chưa tới ngày mà cũng sung quá chừng luôn. Tới cái bữa chính là kiếm chỗ đứng không được luôn cả nhà. À năm rồi mình quay tới cái bữa chính mình quay có được gì đâu. Mình lội xuống sông luôn. Năm nay không biết tới bữa chính quay được không. À, năm rồi nó 11 giờ vô, 11 giờ vô cái không có chỗ ngồi luôn. Đi hơi dạ chú đi hơi ngược mặt trời á, video nó không đẹp không với mày là Thank you.
tới mấy bữa cặn cặn đông dữ lắm đó nha. Rồi chen vô đây đứng không được luôn, cứng ngắc hết trơn. Này chỉ mới chỉnh cần câu, chắc chút chiều chiều mới có bơi, không biết có bơi kịp không. Hiện tại thì ông trời cũng đang gần tối, 5 giờ mấy nha. Anh Liệu gặp người quen đâu có cái hội chợ. Anh em dân sinh đoàn hôm nay mặc áo mới hết. Nhớ đón xem trên kênh YouTube gia đình của tôi nha. YouTube gia đình của tôi. Sáng ngày mai có. Khúc này nhộn nhịp hơn khúc đẳng hơi ít người cả nha. Hồi đó mình mới đi á, mình đâu có biết cái cây ở chính giữa là kêu bằng cái gì đâu. Mình nói ủa sao người ta cái nghe không để trống mà người ta cuột cái cây đó làm chi. Sau này mình hỏi mình mới biết cái cây đó là cái cây cần câu. Để chuẩn bị xuống à. Thánh Liệu đi, đi xuống mà mình chưa bơi là mình cầm dầm vậy đó hả? Rồi chừng nào xuống là giờ mai. Ủa sao cái dầm giống cái dầm mũng quá vậy? Đi sao? Giống cái dầm mũ ha. Bạn xuống đủ rồi cả nhà. Cái này lên mức trên xuất phát xuống đầu dữ quá. Nghe mình đâu? Ghe mình cục mũi nha. Lẹ đi xuống ghe anh ba. Lẹ. Kè xuống luôn kìa, hắn lẹo. Xuống rồi. Xuống rồi cả nhà. Rồi á. Ở vậy là chiếc đó bơi với chiếc này hay sao, hay là bơi riêng? Là bữa nay là giọt thôi chứ không có là cái gì, không có như là đua à. Mỗi khi là mình muốn bơi sao mình bơi đó phải không?
bữa vợt gì nè cả nhà, mấy cái bữa chính mình quay không có được. Này bơi phát một là tối rồi. Cậu Gấu với Mỹ Lan ở tuốt đầu dưới rồi nha. Hả? Ghe bên kia người ta bơi tuốt chởn rồi nha. Súng đủ hết rồi đó cả nhà. Chuẩn bị coi máy ảnh xiết một cái. Cái này bữa này bữa hỏi mình hỏi nhiều người quên không biết. Hình như nghe nói 50 mấy người. À, thánh liệu cái này là nhiêu người thánh liệu? Thánh liệu. Thánh liệu. Cái này nhiêu người đếm thử anh Bình. Đếm thử ai nhiêu? Bơi có sóng luôn à. Bơi có sóng luôn á. Sung chưa, sung chưa? Này. Này, đó giờ coi trong vô tiếng không, bữa nay có thật ở ngoài nè. Hả? Bà con giờ đông dữ lắm luôn nè. Trên đèn dầm tới cái bữa đua á, từ ở trên cái cầu á không xuống tuốt ở dưới kia luôn, hai bên luôn. Xuất phát. Trên quay đầu rồi mới bơi xiết chạy xuống nha. Cái này lên trên bơi xuống cái mình đi về được rồi. Tối. Ừ.
lên. Gì tính liệu ở dưới bơi lên cái nữa phải không? Đây lỡ tèn tèn xuống dưới đây. Này tới cái bữa mà bơi chính thức đó cả nhà, người ta thổi kèn với bánh trống thấy mình mê luôn, đã luôn. Này này mình cũng trễ người ta về đó. Đi ngoài này nè. Mấy em lội về dài để xe chắc về cả nhà, không tối. Ta đón ta xem nhóc luôn. Ơi nhớ chỗ này không Thánh Liệu? Chỗ này năm rồi gấu gấu té nè. Em có coi được bơi không? Vậy hả? Thì cũng được coi rồi phải không? Cái này không đăng ký bơi, lực quá rồi. Dạ. Không đăng ký bơi. Nó bơi như thế nào? Để gia đình mình về cả nhà. Ta không ngừng. Về, anh em mình về ha. Mày này có hàng, có sông, có biển. Ghé hàng bị gõ cái mới về. Cái chỗ này thì là cái điểm quen. Thì cắm cầu hay là đi bên đồng 34 ghé ở đây ăn. Cầu không có bắt đèn rồi chúng có bắt không có bắt mình quay nè. Nấu bò tỏi là đúng là ngày may mắn của anh em mình. Mưa là phải chịu rồi. Mời cả nhà ăn mì gõ với anh em mình luôn nha. Bữa nay chưa có hả? Ăn cái món nào không giống ai chân hơi chậm. Ăn cái gì? Hủ tiếu không? Hủ tiếu không. Ở thành phố lúc nào cũng thấy
sôi động hơn ở quê ha. Đúng rồi. Nhưng mà ở thành phố đâu có đi bẻ rau vườn được như mình đâu. Đúng không mùa tới? Đúng rồi. Lại lâu lâu lên phố là mẹ các bạn hủ tiếu với mình nha. Mời cả nhà dùng một xíu luôn nha. Mời cả nhà hủ tiếu nha. Mời cả nhà hủ tiếu luôn nha. Mời cả nhà luôn. Mời cả nhà dùng hủ tiếu luôn nha. Giờ thì mấy anh em hủ tiếu xong rồi chắc về cả nhà. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây.